Wow, đang dọn kho đây các bác này. Có rất nhiều các mặt hàng có rất nhiều những thứ hay nha các bác nhá. Hứa hẹn trong một vài ngày tới sẽ có rất nhiều những đồ chơi đẳng cấp luôn. Đấy, một con lọc BSS này nhân viên bên em đang cầm này. Đấy, cốt này, nén tiếng này, toàn hàng xịn không. Đấy và có những con đẩy này, đẩy cái này của nó là đẩy uh, San uh, IV của Nhật các bác nhá. Con này của nó em thanh lý cho các bác cũng giá triệu bạc thôi. Đẩy ba kênh này thanh lý cho các bác với giá hơn triệu này. Đây, có rất nhiều các mặt hàng sản phẩm luôn và đang dọn kho ra đây. Hứa hẹn trong những ngày tới thì em sẽ để cho các bác với giá rất tốt anh em nha. Ai có nhu cầu mua thì các bác like và đăng ký kênh cho em Hiền. Để trong những ngày tới chúng ta lại nhặt được những món hàng yêu thích nhất, đấy, chất lượng nhất và giá thành rẻ như cho các bác ạ. Và trên video ngày hôm nay, em Hiền xin được giới thiệu và lên sóng cho tất cả các bác này. Bộ này em để cho các bác với giá là 450.000 đồng một bộ. Các bác nha. Bộ này em để cho các bác với giá 600 nghìn đồng một bộ Đấy. Còn Alpha này Các bác nhìn thấy không? Micro Alpha này Micro BF V11 đẳng cấp luôn này Pixel của Italia này Tất cả những mặt hàng ngày hôm nay Giá tốt nhất cho tất cả các bác Các bác đừng giỏi video Nán lại một chút Giới thiệu nhanh như chớp Và anh em ai cảm thấy quan tâm đến dòng sản phẩm nào Các bác lưu ý Đợi em Hiền một tí Em Hiền sẽ cho các bác thấy là Ngày hôm nay có rất nhiều mặt hàng giá trị Nhưng với mức giá thì rẻ chưa từng thấy luôn anh em ai chốt đơn báo luôn cho em Hiền nhá. Đấy, đầu like thì em Hiền xin được giới thiệu đến tất cả các bác này hai bộ micro Tacta 8901, một bộ micro Tacta 8918, 8901 và 8918 này nó khác nhau cái tay thì các bác ơi. Con 8901 tay của nó đây đúng tay Tacta chưa? côn neo các bác nhá. Đấy, Và rất nhiều bác bảo tay chân nó có đẹp không? Em nói luôn là xấu như con gấu. Đấy, Nó chẳng đẹp đâu. Bởi vì nếu mà anh em ai về Một là tự sơn tuốt lại Hai là các bác dán để can là đẹp mút chỉ luôn Ruột gan của TACTA thì chúng ta không bàn Bởi vì TACTA nó là một cái thương hiệu âm thanh nó quá lớn của USA à, Con này thì đối với mic thu âm này Với đối với những cái mic live stream này Đối với lại những thương hiệu âm thanh lớn Thì TACTA nó làm một cái gì đó Nó quá quen thuộc đối với lại người dân Việt Nam của tất cả các bác rồi Đúng không? Đấy con này thì anh em có thể nhìn thấy cái vỉ mạch ruột gan của nó đây Hai con thì ruột can của nó đều như nhau hết các bác ơi Đây, 8901 và 8918 các bác nhé Những bộ như thế này Đây, hai tay Tacstar em để cho các bác Một bộ là 8918 này Tay của nó đây Đây, tay 8918 thì còn đẹp hơn các bác nhá Mã số 1 này Em để cho các bác với giá là 600.000 đồng Bán luôn hai tay Đây, và một bộ này, bộ số 2 này Tacstar này, 8901 này Đấy, giá là 600 000 đồng bán luôn nhanh. Đấy, 8901 này. Đấy, anh em nhá. Đấy, tay này có anh em về dán đề can phát đẹp mút chỉ nhá, sự kiện gia đình tắt điện luôn. Đấy, mã số 2 các bác nhá. 600k rẻ như bùn. Đấy, tay của nó là trong quá trình sử dụng là nó bị hơi bị han về cái sơn. Đấy, về các bác cọ qua cái dán đề can đen kít phát lại trở thành micro đập hộp luôn. Con này con neo này. Đấy, mã số 2 600k mã số 3 tiếp tục luôn các bác ơi mã số 3 tiếp tục đó là một dòng micro Subo Đấy, Subo thì là nó là một cái thương hiệu âm thanh nó quá là nổi tiếng của Đài Loan rồi các bác ạ Đây, ruột gan của nó thì không khác gì tắc ta luôn Đấy, Subo nghìn uh, UB5900 Em hiền có hai bộ các bạn hai 2 bộ Đấy, và Subo này Đây, 909, riêng cái côn này của nó tiếng nó hay dã man luôn các bạn ạ Duy nhất chỉ có một cái điểm này À, cái mặt kính này của nó nó, nó bị mất mặt kính này bật tắt hát bình thường đấy chả có ảnh hưởng gì à cái, tay là tay hợp kim nhôm các bác nhá tay hợp kim nhôm đấy anh em ai chốt này em để cho bác một bộ hai tay micro đấy, bình thường em bán triệu hai ngày hôm nay giá vỡ mồm luôn tiếng tăm ok mọi thứ hoạt động bình thường 450.000 năm đồng những bộ micro mà em đã xả rẻ các bác nhá anh em ai mua chuyển khoản còn những cái dòng này thì nói thật các bác em đã bán với cái giá là lỗ 2 phần 3 tiền rồi các bác đừng bảo em ship cốt kia làm gì mất công Đây, Đây là bộ à, số 3 400 rưỡi Ok Tiếp theo này em lên cho các bác một dòng micro huyền thoại luôn các bác nhá Đó chính là dòng micro à, với một cái thương hiệu rất nổi tiếng Đây. Rất nhiều bác hỏi bảo con này tại sao nó lại là con 890 của Bayer Thì em nói luôn đúng nó chính là 80 đấy Bởi vì đấy, con này của nó thì rất nhiều bác vẫn biết về cái dòng Alpha loa alpha vang alpha đẩy alpha vô cùng đắt đỏ bởi vì dòng này của nó là một cái tiêu, chuẩn của bốp audio nó là một cái thương hiệu rất nổi tiếng của đức à. nhưng mà tại sao bayer của đài loan lại được đức người ta gắn một cái thương hiệu ở đây bởi vì rất nhiều những ông lớn về âm thanh người ta muốn có những phân khúc bình dân với mức giá tầm khoảng từ 7 cho đến 10 triệu một bộ micro thì alpha nó được đặt hàng tại nhà máy của bayer Dynamics và sản xuất theo cái tiêu chuẩn và theo cái yêu cầu của hãng BOB, một thương hiệu đến từ Đức. Vì vậy, rất nhiều bác đang thắc mắc bảo con này có hay hơn Bayer 890 nhiều không? Em nói luôn là có thể là nó hơn một tí chút bởi vì bản chất của con này ruột gan nó lại là 890 các bạn ạ. Bản chất của nó chính là Bayer 890. Và con này tay chân của nó là được anh em thọ lên hẳn vỏ titan thôi. Còn vỏ bình thường của nó là vỏ trơn như thế này các bạn nhé. Bình thường vỏ của nó là vỏ trơn như thế này. Thì à, anh em ai thích vỏ trơn như thế này em để cho các bác với giá có 1 triệu 9 thôi. Còn đối với bộ này chuẩn các bác nhá. Bộ này chuẩn là 2 triệu 200 000 đồng Đấy, vỏ titan. anh em ai thích lấy vỏ trơn triệu 9 nhá. Đấy, vỏ titan như thế này là 2 triệu 2. Gia tốc tự ngắt cảm biến chống rơi, cảm biến chống sốc tất cả mọi thứ đầy đủ không thiếu gì. À, mã số 4 2 triệu 200 000 đồng Đấy, không hay không lấy tiền luôn. Con này của nó đảm bảo các bác là tiếng của nó phi đứt lưỡi nha. Một trong những dòng micro được mệnh danh là nịnh tiếng số 1 trên thế giới. Nó giúp cho mấy bố hát mèo hen ấy, những ông mà hát không có giọng ấy, hát cảm giác nó không bị mạc, không bị mất hơi. Đây, hát cảm giác nó nhẹ nhàng nó êm ái bởi vì dòng này nó sinh ra để phục vụ cho mấy bố hát karaoke. các bác ạ. anh em ai lấy bộ này nhá. Đấy, 2 triệu 200 000 đồng Em nói luôn là tiền nào vải đó thôi. Ít thì đừng có đòi hỏi quá nhiều mà nhiều thì cũng đừng đòi hỏi là nó à, phải thế nọ thế kia bởi vì tất cả những dòng micro này, càng đắt tiền thì phục vụ một cái mục đích cụ thể ví dụ như những bộ micro sensor hay là những bộ micro sua tầm khoảng từ 50 triệu 70 triệu 100 triệu trở lên thì người ta có một mục đích sử dụng là micro chuyên nghiệp để phục vụ cho ca sĩ mà mình có phải ca sĩ đâu mà mua những bộ micro đắt tiền về không hát được cuối cùng bỏ đi cho nên là cái quan trọng đó, là chúng ta hãy nhìn nhận một cách chính đáng nhất Bộ micro này phục vụ cho ai? Phục vụ cho mình, mình mua. Đấy, mã số 4, 2 2. Tiếp theo, em sẽ lên cho các bác một bộ micro nữa. Đó chính là bộ micro Bixol các bác ạ. Bixol. Đấy, mặt kính hơi bẩn, em cho anh em thọ lau qua một tí nhá. Đấy, lau cái sạch sẽ luôn. Bixol nó là một thương hiệu đến từ Italia các bác nhá. Đấy. Và rất nhiều bác bảo là ông Hiền ông bốc phép bố láo uh, Italia Italia nào sản xuất uh, micro à uh, Đấy em nói cho các bác nghe này, rất nhiều những âm thanh ví dụ như uh, thương hiệu Alpha tại sao vẫn là do Bayer sản xuất bởi vì cái nhà máy của BioDynamics các bác ạ, nó có thể bao trùm khắp ở trên các nước trên thế giới. Và rất nhiều các doanh nghiệp, rất nhiều các hãng âm thanh người ta đặt hàng để người ta có một cái tiêu chuẩn, có một cái thương hiệu. Đấy, Micro bình dân nhất. Bởi vì người ta sản xuất ra thì nó rất là đắt các bác nhá, sổ B900. Con này của nó thì chạy 12 hộp sóng các bác ạ. Trong đó thì có 10 hộp sóng chính và hai hộp sóng AB đóng sóng 5V con này chạy sóng 5V luôn các bác nhá. Đấy và cái trở à, điện trở của nó có thể lên đến 50 ôm ôm con này sóng có thể ổn định cho các bác tầm khoảng từ 4 50 m cho đến 100 m là chuyện quá bình thường. Đấy, con này thì em khuyên các bác có thể đi làm sự kiện được này. Tiệc cưới, đám hiếu, đấy đám hỷ Đấy các bác chơi được tất. Đấy còn lên những dàn âm thanh lớn thì chắc chắn các bác không mua những mic ít tiền như thế này rồi. Đấy, bộ này của nó giá mới tầm khoảng 7 cho đến 9 triệu. Nhưng mà bộ này, tay chân của nó còn về còn đẹp mút chỉ luôn các bác nhá. Quắc cam cho các bác nhìn qua em ơi. Tay chân của nó đây. Đấy, tay hộp kim nhôm. Đấy, giống y hệt tay của Bayer 890 luôn. Nhưng đây, con này của nó sóng thì em nói cho các bác uh, hiểu là có thể khỏe gấp đôi cho đến gấp 3 lần so với lại một bộ micro Bayer. Đấy, bởi vì mục đích này có thể áp dụng được đi làm sự kiện này. Đấy, gia tốc tự ngắt cảm biến chống rơi, cảm biến chống sốc có tất luôn. Đấy, không thiếu gì. Đấy, và bộ Pixel B900 này em còn đúng duy nhất một bộ lấn lô sót lại. Em để cho các bác với giá là 1 triệu 650 nghìn đồng. Anh em ai chốt bộ này các bác lấy luôn cho em hiền. Giá này là giá đứt tay rồi các bác nhá Ai chốt được thì bác lấy, ai không chốt được thì mất cơ hội. Bởi vì con này của nó thì tất cả những tính năng hiện đại có tất. Pixel B900, anh em ai chốt con này các bác lấy luôn cho em hiền. Đấy, mã số 5. mã số 6, đây, Em hiền có mấy bộ micro này iMod MT 5700 Thì rất nhiều các bác cũng đang băn khoăn à Ái chà iMod nó là thương hiệu của uh, hãng âm thanh nào đây Các bác biết là đối với những thương hiệu âm thanh lớn ở trên thế giới Ví dụ như iMod Nó là một cái thương hiệu âm thanh về micro rất là đẳng cấp Nhưng đấy, con này của nó lại được sản xuất tại nhà máy của BF Audio các à, bạn, BF Audio và con này của nó có mã là Z11 Chính là nó các bác nha và mặt của i thì là nó là mặt màu vàng gold 14K tức là mặt vàng chanh các bạn Rất dễ dùng, rất dễ phối ghép. Thì tay của con này em nhìn có hai loại. Đây, một loại là tay đá độ lên tay titan các bạn nhá. đá độ lên tay titan cô cool neo và một loại này là tay của nó tay CNC da cá. Đấy. Đối với bộ này thì nó có tất cả những tính năng hiện đại ví dụ như gia tốc tự ngắt cảm biến chống rơi, cảm biến chống sốc, chế độ tiết kiệm pin. Ok có tất. Nhưng một tính năng nữa mà không loại micro nào có Đó chính là tính năng đấy, chống va chạm thức thời Trong quá trình các bác sử dụng không ai đụng này đấy, đấy, Gõ này đấy, Va chạm vào thì tự động nó sẽ ngắt tiếng Mà chỉ có duy nhất cái con này Thì nó mới có cái cảm biến như vậy thôi iMod MT 5700 Đấy, bộ này em để cho bác với giá chỉ có 1 triệu 7 tay Titan một triệu 7 tay Titan Và bộ này, tay xin xin ra cá 1 triệu 500 nghìn đồng Giá này ai cũng có thể mua được các bạn Đấy tiếng bao hay bao phê luôn Sự kiện gia đình ok các bạn nhá. Mã số 6 là 1 triệu 7 tay Titan này Mã số 7 là 1 triệu rưỡi tay xin xin cá này Giá này là em hiền bán thu vốn các nhá. Giá này là em hiền bán thu vốn Và cho các bác xem qua nội thất của nó đây à, Rất nhiều bác bảo hộp sóng nhỏ này Lấy đâu là sóng khỏe Các bác nhầm rồi Con này nó không đóng hộp sóng lớn các bạn Và các bác có thể nhìn thấy hệ thống này Những con thạch anh đóng sóng AB rất là khỏe Canon 6 ly đầy đủ các bác nhá. Và tất cả các bác ai thật sự quan tâm đến mã số 6 này, mã số 7 này, đấy, ở trên video của em Hiền ngày hôm nay thì các bác có thể liên hệ qua hai số điện thoại này: 0936 118 558. Đấy, 0936 à 31 21858. Hai số điện thoại này đều có Zalo và anh em ai chốt đợt đấy xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số đó. Nhớ là tặng cho em Hiền xin một like nha, một đăng ký kênh và trong những ngày tới xả hàng thanh lý hàng. Đấy, với giá sắt vụn luôn các bạn anh em ai nhớ à, cho em hiển xin một like một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo